Minasan, konnichiwa. Nhận hứa xin xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi học ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái bài học gì thì chúng ta cùng nhau xem cái cấu trúc ngữ pháp sau đây nhé. Đó là cấu trúc ngữ pháp kana và kashira. Này, cách dùng của nó là dùng để thể hiện một cái tình cảm mà không có chắc chắn hoặc là phân vân, không biết là sẽ như thế nào, và đôi khi sẽ dùng để hỏi cho chính bản thân mình, tự hỏi với đối với chính bản thân mình, và đi kèm với phủ định thì nó sẽ thể hiện cái một cái nguyện vọng và một cái mong muốn gì đó. Còn kana sẽ dùng được cho cả nam và nữ, nhưng đối với kashira thì chỉ được dùng cho mỗi một mình nữ thôi nhé. Các bạn lưu ý ở chỗ này nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái ví dụ nói về sự không chắc chắn. Một bức tranh thì đang có một cô gái và một cậu con trai đang đứng và không đang nhìn ra thấy trời mưa và đang rất là lo lắng, đúng không? Thì con trai mới nói là gì? Asta amega furukana, không biết là trời ngày mai trời có mưa không nhỉ? Vậy thì đối với cô con gái thì sẽ nói như thế nào? Asta amega furukashira, không biết là ngày mai trời có mưa không nhỉ? Và còn đối với cái mẫu nói về sự phân vân thì chúng ta sẽ có gì đây? Một gia đình và cô bé đang chuẩn bị đi du học Nhật, đang đi qua bên Nhật sinh sống, thì người bố rất là lo lắng. Không, người bố mới nói là gì đây? Không biết là cuộc sống sinh hoạt ở bên Nhật như thế nào nhỉ? Nihon no segatsu wa dou kana, không biết là cuộc sống sinh hoạt bên Nhật như thế nào. Và người mẹ thì cũng lo lắng như vậy. Người mẹ nói sao đây? Nihon no segatsu wa dou kashira, dou kashira. Nam và nữ đều dùng được cái mẫu kana, nhưng mà nữ thì chỉ được dùng kashira thôi. Kashira chỉ được dùng cho nữ thôi. Còn đối với cái mẫu câu mà tự hỏi cho chính bản thân mình thì sẽ như thế nào? Đây hai người đang dẫn nhau đi, đúng không? Và một người kia thì không nhìn thấy, và người kia tự hỏi là không biết cái chỗ này là chỗ nào nhỉ? Không biết chỗ này là chỗ nào. Và còn đối với thể nguyện vọng thì sẽ như thế nào? Cậu bé này đang làm bài test, đúng không? Trời ơi, bài này khó quá, một cái bài thi musukashikatta. Và nhưng mà cậu bé vẫn có mong muốn là mình sẽ được đậu. Mình sẽ có câu là gì đây? Sukeni ukaranai kana. Sukeni ukaranai kana. Và các bạn nhớ nhé, chỗ này sẽ phải là đi với phủ định thì nó sẽ là thể hiện một cái nguyện vọng. Mong sao mình đậu cái kỳ thi này. Cái đó là mong muốn các bạn. Hay, qua buổi học ngày hôm nay thì các bạn đã phân biệt được đó là kashira và kana sử dụng như thế nào rồi, phải không ạ? Hay, minasan sayonara. Mata kondo yoroshiku onegaishimasu.